Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 trong tháng 2 năm 2022. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 2 âm lịch, bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà, sắm xe, tiền tiêu vô kể, bất kể là những con giáp khác có ra sao. Nhưng đối với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang phú quý. Mệnh chủ tuổi Mậu Tý trong tháng 2 âm lịch càng bị người đời coi thường khinh miệt, chà đạp thì lại càng có nhiều những thành tựu lớn lao trong công việc, hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 2 âm lịch, khiến cho nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, và chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng, thì chắc chắn người đó sẽ sung sướng trọn đời. Và đồng thời, ngược lại, không phải ai chịu khổ cực khi mới sinh ra thì sẽ phải chịu lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói, cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần do may mắn. Chính vì vậy trong 12 con giáp sẽ có con giáp được trọn vẹn điều đó, bất kể là cuộc sống của những người khác có ra sao. Nhưng với những con giáp này, chỉ cần họ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì nếu không giàu nứt tường đổ vách, cũng sẽ sống trong nhung lụa, giàu sang phú quý. Và đương nhiên là không hề thiếu thốn bất kỳ một điều gì, cuộc sống viên mãn đủ đầy trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát, chúng ta theo dõi vận trình của những người tuổi Mậu Tý trong tháng 2 âm lịch qua video ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý, thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Thiên định, người tuổi Mậu Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và kính trọng. Tuổi Mậu Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ và trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có nhưng về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã ưu ái ai thì người này được họ đánh giá cao. Đặc điểm của nam nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Người tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định. Tuy vậy, họ lại hay ỷ lại vào bản tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận sóng gió cho cuộc đời của người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Xem tử vi tháng này, quý gia chủ tuổi Mậu Tý vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó, trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà. Không nên tự mình quyết định làm mọi việc nếu không có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp quý âm thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với đồng nghiệp cũng cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Những người tuổi Mậu Tý có tính cách cứng cỏi, quyết tâm nên đa phần vẫn có thể tự giải quyết được những vấn đề của riêng mình. Nhờ có cách đối nhân xử thế phù hợp, bản mệnh tránh được những mâu thuẫn không đáng có, duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực. Tuy nhiên, trong một số việc quan trọng, bản mệnh nên trao đổi với con cháu trong nhà nhiều hơn, chớ nên tự làm theo ý mình, nếu không dễ vướng vào rắc rối. Ở độ tuổi này, gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế
là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mậu Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này được cắt tinh chiếu mệnh nên người sinh năm 1948 vẫn sẽ có một khoản thu nhập nhất định. Một số người có nhà đất hoặc đầu tư có thể thu được một khoản lời lãi kha khá để tiết kiệm và duy trì cuộc sống dư giả. Song bạn cũng không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải dung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe cho gia chủ Mậu Tý tháng 2 âm lịch năm 2022 không gặp vấn đề gì quá lớn. Để có một cơ thể khỏe mạnh hơn, bản mệnh nên chú ý lao động vừa sức, rèn luyện thể dục thể thao phù hợp. Khi đối diện với các vấn đề trong cuộc sống, gia chủ không nên nóng nảy, hiếu thắng, so đo được mất vì như vậy dễ gây tác động xấu đến thể chất và tinh thần. Các quý gia chủ tuổi Mậu Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trên phương diện tình duyên, gia đạo tháng này, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia về cơ bản là ổn định, song những mâu thuẫn bất đồng vẫn sẽ xảy ra. Khuyên cả hai người nên bình tĩnh lắng nghe đối phương, không nên nâng cao quan điểm của bản thân, không nên khăng khăng làm theo ý của mình, khiến tình hình ngày càng thêm căng thẳng. Người cao tuổi cần phải tránh những tình huống tác động quá mạnh đến tâm lý. Mối quan hệ với người ngoài bình ổn, bản mệnh cần tránh những xích mích tranh cãi với hàng xóm láng giềng nếu không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim và Kim. Tháng Mão, lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Tý trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch,
ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Mậu Tý trong tháng 2 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Trước khi rời đi, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo về video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!